anh chia sẻ về đấy. Giờ vẫn còn thấy thôi. Đông thế này. Đó, thì cứ lấy đi rồi đợi tí nữa mình có. Để chứ nó đang xếp hàng cái rau đợi con tí. Chờ tí nữa quay lại đi, tại sáng giờ đang phát rau rồi. Từ từ thôi. Rau ở cả nhà cái quyền không cho tôi ăn bây giờ. Tổ mình có thân mình. Thì tí nữa mà tí nữa tầm bớt bớt người rồi ra đây. Các bạn kinh đấu này được cái gì đâu. Hết bịch luôn rồi. Ở bên kia nó bán một số một bộ lấy mua cho ta. Thôi con về. Rồi hết rồi. Cho chứ không bán. Cho vừa đủ ăn thôi chứ không cho một bó được. Còn rất nhiều người khổ. Không biết ai.
Đấy, có mặt không? Đấy, muốn mình thấy đây cùng lại nha. Còn rất là nhiều người khổ, còn rất là nhiều đau, cho nên mọi người cứ từ từ bình tĩnh thôi nha. Chú cầm hát đi, đưa em làm cho hát. Cầm rồi, cho nắm rồi, cho nắm rồi. Căng sau lưng lắm. Chờ chút đi. Rồi, đứng xa xa ra, đừng có tập lên chân. Rồi, chứ không bán cho nên mọi người cứ bình tĩnh từ từ thôi, chắc hàng từ từ thôi. Bây giờ ta đi nữa. Đứng giãn ra giùm em đi các bạn. Rồi, cho chứ không bán. Cái dây thun kìa anh, cái trường dây thun. Vô mà cũng không có bịch nữa cơ. Lấy vừa đủ ăn thôi. Cô đằng sau nè. Bốc đại là phê. Ông đó ông này. Đấy, bạn cho bà Dương á, quý cha. Đấy, bà Dương. Không có bịch. Cho mà, lấy đi. Không, cho ông cụ nó bịch gạo đi, cho ông cụ nó đó, em cầm ra cho ông, cho ông thùng mì nữa không ạ? À? Từ từ bình tĩnh, mọi người xếp hàng bình tĩnh thôi nha, cái này cho chứ không bán nha, cứ từ từ thôi, rau còn rất là nhiều, không thiếu cho bà con đâu. Rồi, chị định chị đi xe đạp kìa, xe đạp. Còn nửa tấn gạo nữa chị không phải lo. Chị đi xe đạp đó đó. Rồi từ từ anh túi chị ra nha. Rồi hai cô đứng trước đây nè. Dạ cái. Đồ chứ không bán. Có người nghèo dùng cho mua thịt nha. Cảm thấy thiếu thì lấy. Ai ai mà cảm thấy đủ thì nhường cho người khác nha. Rồi đứng giãn giãn ra giùm đi chị ơi, đứng giãn ra giùm. Cho chứ không bán. Đứng giảm ra giùm đi, em có để nó xuống nó không cho phá. Mọi người đứng giãn cách xa xa ra nha. Đâu còn rất là nhiều, không thiếu cho bà con đâu. Bên này nữa nè em, bên này nè em. Để cho chị đi xe đạp nè. Rồi cho chị đi xe đạp một nhúm em đi. Đó. Rồi. Rồi, các chị đi xe máy phía ngoài nữa kìa. Rau là một nhà rau luôn, cho nên bà con cứ yên tâm, không bao giờ hết rau đâu. À, lấy rau nè. Rất làm từ từ thôi, đừng quá. Cho ít một thôi chị ơi, để không đủ đâu. Mọi người ít vừa đủ ăn thôi. Thôi, chứ không bán, nha. Rất làm từ từ thôi. Để lấy ăn nè. Cho ít thôi chứ đừng đủ. Ít thôi, mỗi người một ít thôi để nhường cho người khác nữa. Được rồi. Mình đủ ăn thôi. Đây này, đây này. Đây 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 đây, bỏ đây. Không được, lấy đủ ăn thôi. Ít thôi chị ơi. Người ta cho là cho mỗi người có xíu thôi. Còn thế này. Mọi người lấy đủ ăn thôi. Lấy rồi lấy bỏ. Lấy đồ ăn đây chị. Mọi người lấy đủ ăn thôi. Bà cụ đứng ở cột điện kìa. Đó bà cụ. Bà con thông cảm, sáng sớm không mua được bịch sớm. Không có bịch sớm.
đây nó nè, hùng hùng bên này nè hùng. Mày có lấy rau không? Lấy rau lùi xe đây. Lấy rau rồi ăn mì đi, lấy rau rồi ăn mì đi bà con ơi. Mấy cái xe đứng ở ngoài á là phải đưa cho anh ta để anh ta đi. Bên này là hùng ơi anh này. Lấy vừa đủ ăn thôi. Của em đi. Bà con tới rất là đông luôn. Ha. Mì cho người khổ thôi. Mình cảm thấy mình chưa khổ, mình còn lo được thì mình phải nhường cho người khác. Cho bác này thùng mì đi chị. 200 bó rau muống bự, coi như là sạch sẽ luôn. Mấy chục phần mì với gạo để đây, coi như là tôi quay qua quay lại không còn thùng nào, không còn bao gạo nào luôn. Trời ơi. Rồi hết rồi, dọn hàng. Rồi dọn hàng, dọn hàng. Hết nha bà con cô bác ơi. Hết rồi nha. Chờ chừng nào có cho bà con cô bác tiếp, chứ giờ hết rồi. Còn cái nịt rồi. Rồi phát livestream cho mọi người xem tới đây thôi nha. Cũng chẳng còn gì để coi nữa đâu. Còn cái cảnh dọn dẹp thôi. Rồi xin chào mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe nha. Ở nhà giãn cách xã hội nha nha.